bắt đâu nhá. Cho gà ăn, mẹ mày cho gà ăn nhé. Đi làm gì được anh nhỉ? Hôm qua nhà mình không có cây ăn quả, anh đi đục mua táo để trồng bên này này, bên cửa rào của mình này này. Cái anh đi đi. Nhà nhá. Đi mua giống cây táo về trồng. Thì con nhá, con đang ngủ ấy. Đi đợi. Anh đi nhá. Để xem bố có phải đàn bắt ở mà mẹ đứng cái chú lực cầm mà xương cục phần. Ý sợ bà là chửi không? Bố là nó, phi ở hư bố là nó, bố ở hư bố là nó. Bố có phải đàn ở hư.
Em ơi, táo này cây bao nhiêu ấy? 10.000 à? Lấy cho anh 10 cây. Anh lấy 10 cây. Anh về nhá. Bao nhiêu anh ạ? 56. Cho em một tải. Tải không vé. Sáu anh. Vâng. Em về anh nhé. Với mẹ làm đây nhá. Cuốc cuốc đây nhá. Tí nữa. Chết rồi ha. Con gà ăn gì đấy? Hả? Con gà ăn gì đấy? Luna à. Lâu thế nhỉ? Thank you.
mang ra để cho con một con gà mái mấy con bé nữa thì làm giống. Vâng. Quốc trồng cái gì đâu? Đang bảo mua táo về trồng xung quanh này. Chỗ này đấy. Con gà mái, mấy con gà bé nữa lấy về cho con làm giống. Sợ bà chửi. Không, bà chửi kệ bà rồi không. Ông đã cho rồi. Một con gà mái không? Cái này chắc chục con gà con đấy nhỉ? Ừ, thì mang con gà mái về cho con cơm nước thừa đi tinh nhiều. Vút cũng bỏ không cho nó ăn. Nhìn nhà tạo. Ông mang gà lên bà có biết không? Không, bà lại chửi. Bà không biết đâu. Thế thì nếu bà không đến không đủ gà bà lại lên thử con ấy. Nhà đây không có con nào thì mới có hai ba con thì ông cho. Vâng. Thế ông hộ con cho vào chuồng đi. Ừ. Đấy, mình nuôi vào chuồng đi. Cái này ông có đếm không bao nhiêu gà con ấy? Không được đếm ạ. Bố lấy lồng về nhà nhé, con chăm sóc nó nhá. Vâng. Bố về nhá. Ừ. Con xin nhá. Ừ. Con nó cày hết lực của thằng để mà hàng lớn nó. Ông ơi, để chung mò. Để cho ông biết xong mẹ tôi có nó. Mà hàng này nè. Cái mình cày hết lực của thằng này mà hàng này nè. Đúng ông biết xong có mẹ tôi có. Ông để mấy chung á. Ông ơi. Thế ông có hàng mơ nó. Đúng ông biết đó. Biết xong có mẹ đó. Mẹ tôi là. Bạn này. Đừng ngon, vật sống của mẹ tôi này, bạn đây này, vật sống của mẹ tôi gọi, bình đi qua, đừng ngon quá, 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 đừng ไปอ่ะเอาไปกูหันเลยนะกันได้ดึกเอาไปอ่ะเอาไปตัดชื่อมันไปเลยไอ้ตัวกูทันไปเหมือนกันไอ้กูชื่อหอลําไทยอ่ะหันกูมึงกูหอลําไทยไปหมดแล้วว่าไปเอ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 
Xong chưa bà ơi? Xong rồi anh ơi. Cút được ngay không? Ôi, hai mẹ con cút được nhiều chưa? Sắp xong rồi anh ạ. Ôi, xong rồi. Mua được cây, mấy cây ấy? Mua được cây. Cây. À, đứng, anh sẽ. Cây đấy. Cây ăn quả nhá. Ở đây mấy hố rồi? Cái này có chục cây thôi. Nào, tôi biết được anh đếm xem được mấy hố. 1, 2, 3, 4, 5 rồi. 10 cây. Còn mấy hố nữa rồi, anh đào cho.
chơi với gà nhá. Ừ. Ở dưới chơi đi. Cùng chơi đi, ở đây chơi được mà nhỉ. Ừ. Ở đây bằng bàn nhé. Này, em xuống chơi đi. Ôi. Đi tắt thôi, không đi. Ủa, dép. Nóng quá. Em chơi với gà quá. Nhá. Để mẹ chặt cái này dọn cái này đi. Vướng quá. Lại bỏ mũ ra rồi. Ôi. Chết chà. Chà, ai dồ. Em đợi mũ vào chứ, đợi mũ vào nhá. Úi dồ. Cái này nhà nó nhẹ ha. Đây này, gà đây này con. Cuốc đây này, này, gà đây này. Gà đây này. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ừ, đi đâu ấy? Kìa. Đi đội con gà lấy cây á. Ừ. Chơi ở đây với ba nha. Lấy cái này về á. Cái gì đấy? Yo. Làm gì đấy? Ủa? Đi trồng cây mà. Ba. Đấy. Ba. Ôi giời ơi. Giời ơi. Đấy, ngã rồi. Ngã rồi. Phần trộn trộn là không cho những đứa sót này. À anh ơi. Ừ? Ở đây ông mang con gà mái với này, mấy con gà con lên cho làm giống á. Thế á? Ừ em mới nhộn ở kia kìa. Ừ. Ừ mình chắc phải nhộn. Ông mang lên cho. Bà mang biết không? Không biết bà biết không? Bà biết bà lại lên đòi lại. Mày cho bà có biết không ấy? Biết bà đòi lại ấy. Ông bảo ba không biết. Này tí bà lên đòi lại thì làm nhãm. Cho bà đấy á. Này. Này vừa nãy tí bà lên lại lên đòi lại đấy. Em bảo không định không lấy rồi nhưng mà ông cũng bảo cho. Làm giống nuôi đi. Đấy. Thế okay, chú bà đổi lại. Anh lấy phân cho bà lên trên đây nhé. Đây. Ôi chồng. Mai này có quả thì ăn. Thế ông cho mấy con. Có mấy con gà con? 10 con hay sao? Rồi. Chả biết chắc chắn. Ừ. Là bà lên nhiều á. Lên chửi bà chồng mình. Bà lên nhiều thì nào. Ừ. Biết làm nào. Nếu ông cho mình lại không lấy. Ừ, ông cho thấy hai vợ chồng mình. Hai vợ chồng mình không có gà ông cho ấy.
Rồi bà thì nhớ thì mang từ nhà về không lấy. Mất công ông mang lên. Chỉ bà nhớ cho mà coi. Đi cùng về tiếp trong đi. Vô, con cũng lấy đi bò na. Hử? Rồi. Yeah. Yeah. Vô, con cũng bò na. Nào, bước đi bón phân nào. Ăn bón bón nè. Đấy, ba bón rồi đấy. Ừ, bón bón đi. Úi dồi 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 dồi. Con này, họng họng mất của ba. Con đi lấy tiếp đi. Trời, xong rồi. Con cây này rồi. Xong rồi. Mình cây này nữa là xong rồi. Nghe đây. Nghe lắp bây giờ. Nghe. Ôi giời ơi, được rồi, xong rồi. Xong rồi, về thôi. Dạ. Về thôi. Đi. Ôi giời. Về thôi. Đồ thôi. Luôn mà ơi. Không mà luôn. Phá mà luôn. Mẹ ôi nó táo không nhỉ? Nhẹ con nhỉ? Bà cứ nhiều nhỉ? Mình trồng cây ăn quả có gì đâu nhỉ? Mai chả được ăn nhỉ? Nào, đội mũ vào đi, lạnh nhỉ? Thôi đồng mẹ mày đi dọn đồ đi. Anh trồng gốc cây này. Không, không kịp đội đâu.
trồng lại. Bà nhổ thì mình trồng lại, nhẹ con nhỉ. Thôi xong rồi, hết rồi. Đi về đi. Về đây, dọn đồ về đây. À, về này. Bà nhấc cái này cho mẹ đã. Nào, bế con đi, bà. Về này. Về thôi. Xong rồi.